Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros đến từ Stormday, Random, Bastion, Eros. Để tham gia dự án Eros này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của chúng mình nhé. Sau khi vào đây bấm bắt đầu, sau đó nhập mã cấp tra ở đây. Ok, sau đây join vào kênh group Telegram, bấm tham gia kênh này, sau đó chat cho mình từ đây. Quay trở lại Eros, tích vào Summit Delta, ở đây bấm Don, follow Twitter, like, retweet là bài đăng, sau đó copy profile link kênh Twitter của mọi người. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter này, sau đó kéo xuống dưới bài đăng, like, retweet. Ok, rồi, đây bài đăng đây, retweet. Mọi copy profiling kênh Twitter của mọi người nhé, sau đó gửi vào đây cho mình. Ok, tiếp đến là địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Truth Wallet hoặc ví MetaMask nhé. Ở đây thì mình dùng địa chỉ ví ở trên Truth Wallet thì mình sẽ bấm vào đây, sao chép địa chỉ ví này, sau đó quay trở lại Eros, gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, rồi bấm confirm. Tiếp theo join vào kênh channel Telegram, đã join bấm vào Don, follow like retweet là kênh liên kết, mở lên tìm đến bài đăng của dự án, nếu như có thì mọi người sẽ follow like retweet, còn không có thì thôi nhé. Đây bài đăng dự án này, bấm thích này, retweet là cái kết. Ok, quay trở lại Eros, tích cho Yes. Rồi bấm 3 lần cho Suzu. Với dự án này thì mọi người sẽ ăn chia phôi giải thưởng là 130.000 token DRU. Và sẽ có 2.000 người may mắn sẽ nhận được 50 token DRU mọi người nhé. Ở đây mọi người sẽ có một cái link đi giới thiệu bạn bè người thân. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Vừa đồng hướng dẫn mọi người dự án Eros đến từ Stormday, Random Bastion. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người.